Đây là cảnh tượng thường thấy tại Thượng Hải những ngày này. Hàng dài người xếp hàng trước các cửa hàng bách hóa, chờ đợi thời điểm mở cửa để được mua đồ giảm giá. Chúng tôi có thể mua hàng giảm giá từ 300 đến 500 nhân dân tệ, lại được cửa hàng giảm giá thêm 30 đến 40% nữa. Người Trung Quốc quan niệm ngày 11 tháng 11 là ngày dành cho những người độc thân. Kể từ năm 2019, lễ độc thân đã dần phát triển thành mùa mua sắm lớn nhất trong năm. Trong đó, những nền tảng thương mại điện tử như Alibaba, sẽ thực hiện hàng loạt đợt giảm giá và giao hàng miễn phí trên quy mô toàn quốc. Chúng tôi đã liên tục bổ sung hàng hóa 3 đến 4 đợt rồi. Tổng doanh thu hôm nay đã vượt quá 100 triệu nhân dân tệ, tăng 30% so với ngày này năm ngoái. Chúng tôi ước tính có tới gần 100.000 khách đã đến cửa hàng. Chúng tôi sẽ chạy các chương trình khuyến mại liên tục cho đến cuối năm. Mùa mua sắm lễ độc thân 11 tháng 11 được kỳ vọng sẽ thúc đẩy mạnh mẽ lĩnh vực tiêu dùng của Trung Quốc. Trong thời gian gần đây, lĩnh vực tiêu dùng tại Trung Quốc đã có dấu hiệu tăng tốc với doanh thu ngành bán lẻ trong tháng 9 đã tăng 5,5% so với cùng kỳ năm ngoái.